bạn ơi, bây giờ là mình đang đi lên núi Nam Sang. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh nhà mình ở Seoul, Vlog Vân Anh ở Hàn. Hôm nay thì sau một hồi hạ quyết tâm, mình đã đưa bố mẹ lên núi Nam San để ngắm cảnh. Nam San là một trong những điểm du lịch phải đến khi du lịch Seoul. Hãy cùng theo chân gia đình mình để xem Nam San có gì kỳ thú vào buổi đêm nhé. Bạn ơi, bây giờ là mình đang đi lên núi Nam Sang. Có rất là nhiều đường để lên núi. Và hôm nay thì nhà mình chọn cách là đi men theo một con đường dạo bộ để lên núi. Con đường này thì người ta cũng đã xây thành những cái đường, những cái lối đi riêng như thế này, nên rất là sáng và dễ đi các bạn ạ. Và buổi tối cho nên là mình thấy là khá vắng vẻ, cũng sợ ma phết ấy. May mà đi cùng với gia đình chứ không thì mình không dám đi đâu. Nhưng mà các bạn có thể đi bằng xe buýt hoặc là các cái phương tiện khác cũng sẽ dễ dàng hơn. Sau một hồi đi lên thì mình đã đến cái đường dạo bộ ở chân núi đây. Các bạn có thấy là nhiều người đi không? Bây giờ thì đã là 8 giờ 30 tối rồi mà vẫn còn rất là nhiều người đi chạy bộ. Ở đây là cái cảnh thành phố đứng từ lưng chừng núi nhìn xuống. Mình vẫn chưa lên đến chân tháp đâu các bạn ạ, mới chỉ đến cái đường dạo bộ ở lưng chừng núi thôi mà đã có thể ngắm được rất là nhiều cảnh đẹp rồi. Ôi em cún thì sau một cái hồi ở nhà thì bây giờ rất là hứng khởi khi được đi ra ngoài dạo bộ. Bố mẹ thì lần đầu tiên lên núi Nam San nên là cũng rất là thích ngắm cảnh đây đó, và bố cũng đã chụp lại những cái bức ảnh để lưu lại làm kỷ niệm. Sau một hồi đi lên thì cuối cùng là mình đã đi đến gần chân tháp rồi. Đứng ở đây là mình đã có thể nhìn thấy chân tháp như thế này. Cái ngọn tháp Nam San vào buổi tối được thắp đèn đẹp chưa các bạn? Wow, bây giờ là mình đang đứng ở trước một cái gọi là gì nhở? Một cái bồn hoa rất là đẹp. Đây là hoa gì nhở mẹ? Đây là hoa gì? Đúng rồi, đây là hoa gì chứ? Cái gì? 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 Cái Wow, các bạn ơi, bây giờ là mình đang đi lên núi, gần đến chân tháp rồi, rất là gần rồi. Và đi trên đường thì thấy có một cái dạng hoa như này đẹp quá à. Quay lại để mà ghi nhớ là mình đã từng đến đây. Lần nào con đến cũng có cái hoa như này mẹ. Nhiều hoa đó, ở đây nhiều hoa cực. Trông giống hoa loa kèn. Giống hoa loa kèn nhỉ? Nhưng mà nó lại, đây này cái búp nó này. Thì giống hoa loa cành. Đấy. Ừ. Không biết là có phải hoa loa cành không? Con nghĩ là chắc không phải đâu. À, anh Trang Gil và mẹ có vẻ là buồn ngủ rồi. Bây giờ đã là 10 giờ kém. Có thể thấy là trên đường có rất là nhiều người đang đi lên núi giống như nhà mình. Đã đi gần đến nơi rồi. Chỉ còn đi một lúc nữa là đến nơi thôi. Chúng ta, chúng ta. Wow, 시원하다. Đứng ở đây mát thì mẹ nhỉ? Đứng ở đây mát là chẳng muốn đi nữa. Đấy, đây là cái bức tường thành. Và ở trên cái tường thành người ta có những cái lỗ vuông nhỏ như thế này, để mà khi mà có quân địch đến ngày xưa ấy, là người ta sẽ dòm qua những cái lỗ nhỏ như này. Đấy. Sau một hồi đi bộ lên núi thì có vẻ như là em cún mỏi chân quá, cho nên là làm nũng bắt mẹ phải bế. Mình dỗ đi thế nào cũng không được, cho nên là mình đã bế cho em ấy đi một đoạn. Tâm trạng vui hẳn lên. Đi đến đây thì mình thấy là có hai cái đường để đi. Nếu như mà các bạn đi sang bên tay phải là đi lên núi, còn nếu đi bên tay trái thì sẽ đến một cái nhà hàng cực kỳ hoành tráng nằm ở ngay chân tháp Nam San các bạn ạ. Sau một hồi quốc bộ lên núi thì bây giờ đã là 10 giờ đêm, cho nên là mình sẽ không vào nhà hàng ăn nữa mà sẽ chỉ đứng ở bên ngoài quay cho các bạn thôi. Đây chính là một cái biển để hướng dẫn đường lên tháp Nam San này. Đó, mình đã định đi lên bên tay phải rồi, nhưng mà em cún cứ nằng nặc đòi là phải quay lại cái nhà hàng, cho nên là mình lại đi xuống đường bên dưới để cho em ý được ngắm cái cảnh ở trước nhà hàng cực kỳ lung linh và lộng lẫy luôn. Đó, nó chính là Seoul Tower Plaza. À, cũng xin kể thêm với các bạn là trước đây thì là người ta gọi nó là Nam San Tower, nhưng mà sau này thì người ta đổi tên nó thành là Seoul Tower, tức là tháp Seoul các bạn nhé.
Đây, mình đang bế em cún vắt vẻo để đi đến trước cái nhà hàng này. Đây là một cái nhà hàng hình như là 3 tầng hay sao ấy. À không, mình nghĩ là phải hơn bởi vì nó nằm ở bên dưới nữa cơ. À mà đây cũng là cái bến đỗ của cáp treo đấy các bạn. Tức là các bạn sẽ đi cáp treo từ dưới chân núi để đi lên đến đây. Và chúng ta sẽ xuống cáp treo ở đây và đi thêm độ tầm khoảng 100m nữa là đi đến chân tháp rồi. Và ở chân tháp thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống thang máy để đi lên tới tận đỉnh tháp. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không đi lên trên đỉnh tháp mà sẽ chỉ đứng ở dưới tham quan thôi các bạn. Đứng ở phía trước nhà hàng này mình cũng có thể nhìn xuống phía dưới chân núi để nhìn thấy khung cảnh của thành phố vào ban đêm, nhưng mà chưa rõ lắm cho nên là mình sẽ lên tới tận chân tháp để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn nhé. À, trên đường thì mình cũng nhìn thấy những cái ổ khóa như thế này. Đây chính là những ổ khóa tình yêu này các bạn. Các bạn trẻ đến đây và người ta mua những cái ổ khóa và sau đó thì khóa vào đây. Nhưng mà ở đây thì chỉ vỏn vẹn có 3 chiếc thôi. Mình sẽ đưa các bạn lên phía trên kia. Trên đó thì sẽ có những cái bức tường mà người ta khóa rất là nhiều các cái ổ khóa lại, và nó phải có trọng lượng lên đến vài tấn đó các bạn. Các bạn ơi, sau một hồi quốc bộ thì cuối cùng mình đã lên tới cái chân tháp rồi. Đây chính là toàn cảnh của khu vực chân tháp. Người ta tạo một cái khoảng trường rộng lớn như thế này. Ở đằng xa xa kia là cái đình Bát Giác. Và đây mình sẽ quay một lượt cho các bạn xem. Ở phía mép này người ta có làm những cái bức tường kính để cho người dân đứng ngắm nhìn cái khung cảnh của thành phố. Còn đây thì các bạn có thể thấy rằng là cái đình Bát Giác này được thắp đèn rất là đẹp đúng không? Mình thấy là bây giờ đã là 10 rưỡi tối rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người ở cái khu vực này. Và đặc biệt là họ đứng ở cái chỗ này để mà ngắm cái cảnh đêm của thành phố. Và mình cũng xin được giới thiệu qua với các bạn tại sao lại có cái tháp truyền hình Nam San này. Thì ngày trước chính quyền Tổng thống Park Chung-hee đã quyết định là xây dựng cái tháp này để mà phát sóng các cái chương trình Hàn Quốc lên vệ tinh. Và một trong những cái mục đích của nó chính là để tuyên truyền Hàn Quốc tới Bắc Triều Tiên các bạn, để cho Bắc Triều Tiên, người dân Bắc Triều Tiên có thể được biết nhiều hơn về Hàn Quốc thông qua những cái chương trình này. Chính vì thế mà cái ngọn tháp này đã được xây dựng từ cái thời đó rất là lâu đời rồi, phải không các bạn? Và ở trên này thì cái vùng tròn tròn ấy, nó ở đây có cái gọi là cái gì nhỉ? Nhà hàng. 음식을 먹으면서 서울 그 시내를 다 구경할 수 있게 cái nhà hàng này. Anh Trang Yu có giới thiệu rằng là nó có cái hệ thống quay đó các bạn, nhà hàng quay á. Thế nên là khi mà ngồi ăn ở trên này là người ta có thể nhìn thấy ngắm toàn cảnh của thành phố Seoul. Một cái nhà hàng hạng sang, cao cấp. Rất là nhiều khách nước ngoài như là những người Hàn Quốc họ đến đây để họ trải nghiệm. Rất là lâu rồi mình và anh Trang Gil mới lại đến đây. Hôm qua nó mù đấy mà nè, hoạt sở. À, đường lên thì thực sự là mệt. Nhưng mà đúng là khi lên thì cảm thấy là rất là bó công. Và khi mà mình lên đây thì mỗi một lần mình lên ấy, tại vì thời gian cũng xa ấy, mỗi lần lên lại thấy khung cảnh nó có những cái sự đổi khác. Chẳng hạn như là những cái cây hoa ở đây, rất là tối các bạn không nhìn thấy, rất là đẹp. Cũng như là người ta làm những cái khu vực rộng như thế này để cho người dân ngắm cái cảnh bên dưới. Đó, cái bồn hoa như thế này xuất hiện, rất là đẹp. Cái cảnh ban đêm này đó là một trong những cái kiệt tác của Seoul các bạn ạ. Rất là nhiều người lên Nam San vào buổi đêm chỉ để ngắm cái khung cảnh thành phố sáng lấp lánh ánh đèn vào ban đêm như thế này. Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy. Hôm nay thì quay lại để cho các bạn cùng thưởng thức với cả gia đình mình nhé. Mình sẽ đảo qua một vòng ở cái quảng trường này để cho các bạn quan sát được nhiều hơn nhé. Trước tiên là mình đi sang bên tay phải, mình thấy ở đây có một cái bồn cây được tạo tiểu cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Với những cái hòn đá và những cái luống hoa như thế này, rất là nhiều màu sắc. Giá mà đi vào ban ngày thì các bạn sẽ được nhìn thấy rõ hơn.
đi thẳng lên phía trên một chút, ở bên tay phải chính là cái khu vực khóa tình yêu, những cái ổ khóa tình yêu mà vừa nãy mình đã giới thiệu với các bạn này. Đó, các bạn có thấy là những cái bức hàng rào treo đầy những cái khóa tình yêu này không? Mình nghe đồn người ta bảo rằng là khóa vào đây sau đó thì vứt ổ, vứt cái chìa khóa xuống dưới là hai người sẽ không bao giờ chia tay nhau, chả biết có thật không. Nhưng mà mình thấy là người ta bảo những cái bức tường này rất là nặng đó các bạn, những cái bức hàng rào này này, mỗi bức phải lên đến vài tấn luôn. Ngày trước khi mà mình đến người ta làm tạm bỡ lắm các bạn ạ. Ồ, cách đây là tầm khoảng độ mười mấy năm rồi á. Bởi vì lúc đấy thì là mới bắt đầu nổi tiếng á, cho nên là nó cũng chỉ có một ít khóa thôi, nhưng mà sau qua 5 tháng thì cái lượng khóa đã tăng lên rất là nhiều. Và mình thấy bảo như là cứ vài năm là người ta lại phải bỏ bớt đi đó các bạn, bởi vì nó quá là nhiều luôn. Đó, đi dọc cái đường này, hai bên toàn ổ khóa là ổ khóa này các bạn. Không biết là người ta khóa nhiều như thế này thì liệu là người ta có không bị chia tay không nhỉ? Mình cũng tò mò quá, muốn hỏi mà không biết là hỏi ai luôn. Ý mình thấy là người ta không chỉ ghi cái tên mà người ta còn ghi cả những cái gọi là lời nhắn nhủ tới nhau nữa. Công nhận là lãng mạn thật đấy. Mình ở đây mười mấy năm mà mình chưa bao giờ ghi luôn. À, ở đây mình thấy có một cái biển để mà hướng dẫn việc sử dụng đi cáp treo đó các bạn. Đi cáp treo thì nó sẽ đơn giản hơn là nhà mình đi bộ, đi hơi bị mỏi chân. Ồ, đây là cái đình bát giác cực kỳ sáng đèn trong đêm luôn. Mình thấy là cái đình bát giác này được làm công phu quá các bạn. Nó thắp đèn lên nhìn trông đẹp thật. Nhìn cái mái của nó này, những cái hoa văn họa tiết hết sức là tinh xảo phải không các bạn? Mang đậm chất Hàn Quốc luôn. Và cũng giới thiệu thêm với các bạn là những cái cột ở đây, các bạn có thắc mắc là tại sao nó không phải là cột tròn không? Mình cũng xin được chia sẻ với các bạn đấy là chỉ có ở trong cung điện mới được sử dụng cột tròn thôi các bạn. Tức là những cái nơi mà vua sử dụng thì mới được dùng cột tròn. Còn lại ngay cả trong cung nhưng mà không phải là vua sử dụng thì cũng không được làm cột tròn đâu các bạn. Kể cả các cái nhà quý tộc cũng thế, cũng không được sử dụng cột tròn. Cho nên là ở đây người ta sử dụng những cái cột hình bát giác như thế này. Và cái bức thành này như vừa nãy mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi, nó là những cái bức thành để bảo vệ cái thành ở bên trong đấy. Các bạn có thấy không, rất là đông người ở đây. Bây giờ đã là hơn 10 rưỡi rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người đến chơi với Nam San. Đây là dòng người để xếp hàng đi lên cáp treo để xuống núi đấy các bạn. Cái giờ đó, vận hành cuối cùng đấy là 10 rưỡi các bạn ạ. Sau đấy thì chúng ta không sử dụng được cáp treo nữa, mà các bạn có thể đi xe buýt để xuống núi. Còn nhà mình thì nhà mình sẽ lại quay trở lại cái con đường dạo bộ vừa nãy thôi. Đây, đây chính là một số những cái thông tin trải nghiệm văn hóa truyền thống ở Nam San mà các bạn quét cái mã QR này vào các bạn có thể tìm hiểu được. Và video đã dài rồi, bây giờ mình cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong chuyến khám phá Nam San vào buổi đêm cùng với gia đình mình. Và nếu thích video này thì hãy cho mình xin một like cũng như là nhấn chuông đăng ký kênh để nhận được các video mới sớm nhất của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.